Tối qua anh em cũng ngon. Suýt, suýt, suýt. Suýt. Chạy rồi. Tiếng gỗ xẻ kéo dài không có hồi kết. Rất vui. Game này là gì của Mono? Rồi giờ là con của Phến. Đúng rồi, em của anh Phến. Vậy tính ra là Mono phải kêu đây là ông ngoại. Nhưng mà sao đây là xui? Bây giờ mình tính lại cái giao phả đó nha. Trăm xấu. Dạ. Vua lại. Chưa thẳng, chưa đẹp, chưa vuông. Nhìn cái màn xem nó đã vuông, đã cân chưa? Hô khẩu lệnh rất là trang nghiêm, rất là dữ. Nhưng mà đến coi nè, đồng chí kiểm tra lại cho kỹ. Giống như là một người anh cả trong nhà dạy mấy đứa em vậy đó. Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.